Nghiện ngập còn có thể cai, mê nghịch ngu thì đầu thai mới hết. Ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua và cả ngày hôm kia, anh ba Trà Cú đang có mặt tại khu rừng Amazon bí ẩn. Đây là nơi anh sẽ có cuộc gặp gỡ thân tình với một thủy quái nước ngọt. Muốn biết danh tính của em nó là gì và còn sự thật nào chưa được hé mở, hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Kim Cương bình luận, năm 2029 tôi sẽ nhắn, giờ mới có 2024 mà, tận 5 năm nữa cơ à, cũng lâu phết nhỉ. Nhưng thôi, chờ đợi là hạnh phúc nên Mèo sẽ cố gắng chờ tới lúc đó nha. Tiếp theo bạn Lê Khánh Băng bình luận, một năm rồi mà em không dám bình luận, chị có thể cho em lên TV được không ạ? U là trời, chỉ là để lại bình luận thôi mà sao không dám hả em ơi? Cứ thoải con gà mái lên nhé. Chị vừa dễ gần vừa cute phô mai que thế này, có làm gì đâu mà em phải rén. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, hiện tại đoàn của anh ba Trà Cú đã đi ra tới giữa dòng. Đặc biệt chuyến này anh ba phải mời thêm một chuyên gia đi cùng, như vậy sẽ tăng khả năng bắt được thủy quái. Thực tế đây không phải lần đầu anh ba làm chuyện ấy nhưng cảm giác nó cứ dạo dực sung sướng gì đâu. Nghĩ tới cái cảnh được Giang Cư Mận tung hô mà anh cười không khép được miệng. Theo lời tư vấn của anh chuyên gia, anh ba quyết định dùng thịt cá tươi làm mồi câu. Bởi sở dĩ những loài cá ăn thịt thường bị thu hút bởi mùi máu của đồng loại hơn. Chưa dừng lại ở đó, trong suốt quá trình câu, các anh phải thực sự kiên trì và bình tĩnh, tránh tình trạng nhanh ẩu đoằng. Tranh thủ lúc này, anh ba Trà Cú gặng hỏi thêm anh chuyên gia về những thành tích đáng tự hào. Tưởng gì chứ anh chuyên gia chỉ chờ mỗi câu này thôi. Người ta có câu tốt khoe xấu che, những chiến lợi phẩm tuyệt vời dĩ nhiên anh muốn khoe ra rồi. Cũng từ đây, anh ba Trà Cú cảm thấy tin tưởng hơn nhiều vào tài năng cũng như sự chuyên nghiệp của chuyên gia mình đã mời tới. Còn đang mải buồn chuyện anh bỗng giật mình thon thót vì cảm nhận có cá cắn câu. Không những thế lực kéo còn rất mạnh khiến anh chẳng kịp trở tay. Chứng tỏ con cá dưới đó cũng không phải dạng vừa đâu. Làm đúng theo những gì anh chuyên gia ở bên cạnh hướng dẫn, anh ba thành công đưa con thủy quái tới gần thuyền. Đáng tiếc là nước quá đục nên chưa ai biết em nó có ngoại hình ra sao. Tới tận khi anh chuyên gia dùng tay nắm đầu con cá kéo lên thì mọi sự mới rõ ràng. Thì ra đó là một con cá sấu hỏa tiễn. Đây là loài cá nước ngọt được tìm thấy nhiều nhất ở vùng Bắc Mỹ, thuộc loại động vật ăn thịt. Chúng thuộc ngành động vật có dây sống, lớp cá vây tia, bộ cá láng và nằm trong họ mõm dài. Trung bình một con có cân nặng từ khoảng 5 đến 7 kg với kích thước phổ biến là 112 tới 150 cm. Cụ thể con mà anh ba vừa bắt được dài 122 cm và đang cực kỳ muốn thoát ra ngoài. Mặc dù vòng tay anh ba ấm áp là thế nhưng em nó đã muốn đi thì anh cũng chẳng giữ làm gì. Ngay sau đó, con thủy quái được trao trả về với mẹ thiên nhiên. Sở dĩ anh ba dễ dàng buông bỏ là vì anh biết vẫn còn rất nhiều con cá to hơn đang chờ đợi anh thị tầm. Hà cớ gì phải níu kéo một kẻ muốn đi. Di chuyển thêm một đoạn ngắn nữa, cả đoàn tiếp tục dừng lại quăng cần. Lúc này đã có chút kinh nghiệm và thành tựu nên trông anh ba tự tin hơn hẳn. Trong khi đó những anh bạn đang tập trung cao độ. Chẳng ai muốn mất công lặn lội tới tận đây mà phải ra về tay trắng cả. Ông trời không phụ lòng người, ngay sau đó, một con cá đã thực sự xuất hiện. Lần này cần câu em nó lựa chọn là của anh bạn. Vậy nên người thực hiện công việc cao cả sẽ không phải anh ba. Nhiệm vụ của anh chỉ là đứng bên cạnh và cổ vũ nhiệt tình. Chẳng mấy chốc bóng dáng con thủy quái hiện ra một cách rõ ràng. Nhìn chung con lần này có vẻ to hơn con trước. Ngoài ra sức phản kháng cũng mãnh liệt hơn. Bằng chứng là ngay sau đó các anh phải thả em nó đi luôn vì quá tinh nghịch. Vậy là hôm nay, anh nào cũng đã có cho mình chiến tích riêng. Chưa cần xét đến số lượng hay chất lượng, riêng việc kéo lên được một con cá sấu hỏa tiễn đã là thành công đáng tự hào rồi. Tuy nhiên lòng tham con người là vô đáy, đặc biệt đối với báo thủ như anh ba Trà Cú thì chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Tiếp đến, cả đoàn cùng nhau đạp gió rẽ sóng tìm tới địa điểm mới. Tranh thủ vừa đi, anh ba vừa quan sát cũng như khám phá các loài vật xung quanh. Rất nhanh chóng, họ đã đặt chân tới một bờ sông khô cằn. Đứng từ đây có thể quan sát bao quát con sông rộng lớn. Anh chuyên gia lúc này vẫn dõi theo từng hành động, dù là nhỏ nhất của anh ba. Bởi anh biết nếu muốn thành công thì tiểu tiết vô cùng quan trọng. Nếu chuyện nhỏ còn không làm được thì sao hoàn thành được chuyện lớn. Thế nhưng có vẻ phía anh ba Trà Cú chẳng nghe lọt tai được lời nào. Vì anh đang bận chiến đấu với một nhân vật mới xuất hiện. Con cá lần này nặng tới mức khiến đầu cần chĩu xuống. Anh ba Trà Cú thì liên tục căng cơ đít thít cơ mông không để nó trốn thoát. Sau rất nhiều cố gắng, con cá thực sự bị anh thu phục. Tuy nhiên, còn chưa kịp chào hỏi hay làm quen họ đã phải xa nhau. Nguyên nhân là bởi con cá ấy quá hung dữ. Nếu những con trước đó chỉ dừng lại ở việc vùng vẫy muốn trốn thoát thì con vừa rồi lại muốn xin anh miếng thịt. Với vũ khí là hàm răng sắc nhọn bẩm sinh, bị cắn là điều rất dễ xảy ra. Chắc hẳn nhiều bạn sau khi nghe được thông tin trên sẽ lựa chọn tránh xa loài sinh vật nguy hiểm này. Nhưng anh ba thì không, thậm chí anh còn vừa câu thêm một con siêu to khổng lồ. Điểm nổi bật của em nó chính là phần vảy.
Chúng có hình dạng giống như kim cương, có cạnh gồ ghề và được bao phủ bởi chất lạ như tráng men. Theo anh chuyên gia giới thiệu thì lớp vảy này không thể tháo gỡ được. Đây là một cách phòng vệ của loài cá sấu hỏa tiễn, vô cùng tuyệt vời. Có lẽ tới đây anh Ba Trà Cú và những người bạn cũng nên kết thúc công việc trở về nhà. Lao động hùng hục như trâu từ sáng đến giờ họ cá đuối lắm rồi. Đối với cá nhân mèo mà nói, thứ ấn tượng nhất có lẽ là mấy con cá sấu hỏa tiễn. Trước đó mèo mới chỉ nghe tới cá sấu thôi. Không ngờ trên đời còn tồn tại thêm loài cá sấu hỏa tiễn độc lạ như vậy. Còn các bạn thì sao? Sau chuyến đồng hành với anh Ba Trà Cú, các bạn thấy ấn tượng với thông tin nào nhất và có muốn anh dẫn đi đâu nữa không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nha. Nhân vật ngay sau đây sẽ dẫn dắt chúng ta tới vùng đất mới là anh Thái Dối. Khác với anh Ba, anh Thái không thích những công việc đã được lên sẵn kế hoạch. Thay vào đó, anh thường lựa chọn đi sinh tồn ngẫu hứng để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống. Lần này, nơi anh tìm đến là khu rừng Bình Hưng. Chẳng mấy chốc, anh đã có những chiến lợi phẩm đầu tiên nhờ chiếc cần câu mới đặt mua trên Shopee. Nếu không có nó, anh chẳng biết kiếm ăn bằng cách nào nữa. Vừa làm anh vừa lôi hết ruột gan ra chia sẻ cho mọi người nghe về cái đam mê lớn nhất đời mình. Đúng ra ở tuổi này, bạn bè đồng trang lứa đã 1m2 con. Thế nhưng anh vẫn đang lông bông từ ngày này qua tháng nọ. Cơ bản là vì chưa tìm được ai cùng tần số. Ông bà Bô ở nhà cũng lo sốt vó, sợ rằng anh sẽ ế vợ. Tuy nhiên bản thân anh Thái vẫn nghĩ do duyên chưa tới mà thôi. Nhân tiện đây có bạn nữ nào cũng yêu thích những chuyến khám phá thiên nhiên hoang dã giống anh Thái thì cứ mạnh dạn comment xuống dưới nhé. Biết đâu lại trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời của anh Thái thì sao? Quay lại với thực tại, lúc này anh Thái đang đi loanh quanh tìm kiếm xem có gì ăn kèm với thịt cá được không. May mắn là gần đó có mấy bụi quả mọng. Mặc dù không phải mỹ vị nhân gian nhưng méo mó có hơn không. Nói về vấn đề nấu nướng thì anh Thái nhận thứ hai không ai dám nhận chủ nhật. Do đã có thâm niên sinh tồn nhiều năm nên món nào anh nấu cũng ngon bá cháy bọ chét. Kể cả nguyên liệu có đơn giản đến đâu thì qua tay anh vẫn thành đặc sản. Vậy là bữa tối hôm ấy được anh oánh chén sạch sẽ. Còn tiếp theo là về chỗ ngủ. Có con xế hộp bạc tỷ thì anh chẳng cần phải lo lắng. Một đêm yên bình cứ thế trôi qua. Thậm chí anh Thái ngủ ngon đến mức quên trời quên đất. May mà nghe thấy tiếng báo thức anh vẫn vùng dậy được và di chuyển tới địa điểm tiếp theo. Chưa gì hiện ra trước mắt anh là một rừng quả mọng. Trông chúng nó đẹp thế này không biết ăn vào có sao không? Muốn biết câu trả lời thì không còn cách nào khác là anh Thái phải đem bản thân ra thí nghiệm. Chút nữa mà thấy anh có biểu hiện lạ thì các bạn tự biết lý do rồi nha. Tranh thủ trong lúc vẫn đang khỏe mạnh, anh quyết tâm chinh phục đỉnh núi chót vót này. Đường đi lên trên khá dốc khiến anh nhanh mất sức hơn. Nhưng không vì thế mà trên đôi môi thiếu đi những nụ cười. Anh Thái Dối là như vậy đấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thấy anh lạc quan vui vẻ. Chắc nhờ tính cách này mà anh đi tới đâu cũng được mọi người yêu quý. Càng lên cao anh càng cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Bầu trời lúc này trở nên xám xịt hơn, sương mù bao phủ xung quanh. Tuy nhiên đối với anh Thái mà nói, đây đều là những hiện tượng thiên nhiên bình thường. Nếu lên tới đây mà trời vẫn sáng và thời tiết vẫn ấm áp thì mới là bất thường ấy. Suy đi tính lại anh vẫn muốn được trải nghiệm một ngày sinh sống tại địa điểm này, để xem nó có gì khác biệt so với dưới đồng bằng hay không. Điều đầu tiên mà anh Thái phải công nhận là trên đây nhiều quả mọng hơn hẳn. Chúng đều là những loại quả quen thuộc và anh khẳng định không có độc. Nổi bật trong số đó là việt quất mọc dại. Khi ăn hương vị cũng không khác ở nhà là mấy. Lang thang mãi cuối cùng anh Thái đã xác định được chỗ nghỉ chân. Đây là một bãi đất trống bằng phẳng, có view triệu đô là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tuy nhiên còn chưa kịp chiêu chiêu tận hưởng anh đã phải vác súng đi săn. Đúng rồi đấy các bạn không nghe nhầm đâu. Chính là loại súng hàng riêu có thể khiến bất cứ mục tiêu nào trúng đạn đi chầu ông bà ông vải ấy. Sở dĩ anh Thái Dối luôn phải đem theo súng bên mình là vì sự xuất hiện bất thình lình của bọn thú dữ. Đi sinh tồn nhiều nên anh biết chúng rất hay rình rập con mồi trong bóng tối và chờ đợi thời cơ lao ra tấn công. Thế nên việc có một khẩu súng sẽ giúp anh bảo vệ tính mạng của mình. Dĩ nhiên đó là trong trường hợp bọn thú tấn công trước. Còn nếu không có gì bất thường anh sẽ chẳng dùng tới thứ vũ khí nguy hiểm ấy. Thực tế anh Thái thích được đi câu hơn. Bởi công việc này chẳng ảnh hưởng cũng như gây nguy hiểm cho ai. Có chăng là bọn cá dưới sông sẽ không vui cho lắm vì một khi anh Thái tóm được là chúng coi như toang. Thật may mắn là đứng một lúc anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vậy nên tranh thủ vác súng đi săn xem sao. U là trời, mục tiêu vừa lọt vào mắt cái là anh bóp cò luôn. Ấy thế mà vẫn trúng mới hay chứ. Tiến đến gần thì thấy đó là một chú chim xấu số. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, lâu lắm rồi anh không biết thịt chim có vị thế nào. Với chiến lợi phẩm vừa bắt được, anh Thái dần có hứng thú với việc dùng súng săn hơn. Thế là anh cứ phăm phăm tiến về phía trước. Nhưng rồi sự xuất hiện của một con sông rộng lớn khiến anh thay đổi quyết định. Cây cần hàng Quảng Châu cao cấp lại được lấy ra lần nữa. Lúc này, bọn cá không còn đường trốn chạy nên bị anh thâu tóm dễ dàng. Cứ mỗi lần lưỡi câu được quăng ra xa là có một con cá theo anh về nhà. Chẳng mấy chốc anh đã kiếm đủ lượng thức ăn cho tối nay. Vấn đề tiếp theo cần quan tâm là một chỗ ngả lưng thật an toàn và êm ái. Cái này đối với ai thì khó chứ anh Thái Dối chỉ làm 1 phút 30 giây là xong. Trong ba lô của anh lúc nào cũng có sẵn đồ nghề, chỉ cần lấy ra lắp đặt là được.
Khi mọi thứ đã ổn định sương sương, anh mới có thời gian ngồi xuống trò chuyện với khán giả. Miệng thì nói nhưng đôi tay anh thoăn thoắt làm thịt con chim số khổ. Không biết anh Thái sẽ chiêu đãi chúng ta món gì với nguyên liệu độc đáo này nhỉ? Hãy cùng chờ đợi tới cuối video để có câu trả lời nhé. Chỉ thấy anh vừa đặt lên bếp một nồi việt quất. Anh bảo đây là phương pháp làm ra loại nước sốt nguyên chất ngon tuyệt cú mèo. Nói chung là ra tới đây thì có gì dùng nấy. Từ lâu anh đã không còn biết kén cá chọn canh là gì. Đối với phần thịt cá và thịt chim, anh sơ chế rồi cho tất cả lên chảo nướng. Chưa gì đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Bước cuối cùng khi thịt chín là dưới lên đó nước sốt việt quất đã chuẩn bị từ trước. Lúc làm thì lâu chứ anh ăn chỉ mất khoảng 3 phút là xong. Chưa dừng lại ở đó, để trốn tránh khỏi cái thời tiết khắc nghiệt bên ngoài, anh Thái quyết định chui vào trong lều dùng bữa cho ấm. Công nhận nằm trong chăn ăn thấy vị nó ngon hơn hẳn. Ngoài ra anh không quên chuẩn bị thêm cho mình một bình nước việt quất để uống cả đêm. Sáng hôm sau, những giọt mưa rơi xuống tạo ra âm thanh lộp bộp khiến anh Thái vùng dậy khỏi cơn mơ. Nhìn ra ngoài mới thấy không khí u ám ảm đạm. Thế mà hôm qua anh cứ nghĩ đón chờ mình là khung cảnh bình minh tuyệt đẹp cơ. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, anh có tiếc nuối cũng chẳng tác dụng gì. Thay vào đó anh quyết định chữa lành tâm hồn bằng một cốc bánh việt quất. Đây cũng chính là bữa sáng dinh dưỡng cung cấp năng lượng để anh chinh phục những khó khăn thử thách sắp tới. Dành cho bạn nào chưa kịp để ý thì hôm nay đã là ngày thứ 3 anh đi sinh tồn. Nghĩ đến đây anh đột nhiên thấy nhớ nhà ra diết. Chắc hẳn bố mẹ đang ngóng trông anh lắm. Nói là làm, ngay sau đó chỉ thấy anh Thái rối chậm rãi di chuyển xuống chân núi. Anh sẽ tạm thời rời xa nơi này mặc dù vẫn còn rất nhiều điều muốn khám phá. Đồng nghĩa với việc chúng ta phải đường ai nấy đi từ đây thôi. Cái kết này mèo đánh giá 5 trên 10 điểm vì quá đột ngột. 5 điểm còn lại là dành cho những trải nghiệm tuyệt vời mà anh Thái rối đã đem tới. Các bạn thấy sao về chuyến sinh tồn vừa rồi và có muốn được trở thành bạn đồng hành của anh Thái không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.